Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thể thao Hưng Yên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Vừa qua, huyện Văn Giang đã tổ chức giải cầu lông gia đình năm 2022, kỷ niệm 21 năm ngày gia đình Việt Nam. Giải có 6 đơn vị tham gia với 11 đôi thi đấu ở nội dung đôi vợ chồng thuộc hai nhóm tuổi khác nhau. Sau những trận tranh tài quyết liệt, các vận động viên đã đem đến cho khán giả những trận thi đấu kịch tính, hấp dẫn. Điều đó thể hiện tinh thần thi đấu rất cao của các vận động viên. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao hai giải nhất cho cặp đôi Phạm Lê Lợi, Nguyễn Thị Phương Thảo, xã Xuân Quan và cặp đôi Đoàn Văn Thành, Nguyễn Thị Hiến, xã Long Hưng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải nhì và ba giải ba cho các cặp vận động viên tham gia thi đấu. Trong những tháng nghỉ hè, nhiều phụ huynh ở xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu cho con mình theo học các câu lạc bộ võ thuật. Trong đó, môn võ được đông đảo trẻ em tập luyện là karate do Võ Đường Tùng Nguyên tổ chức. Câu lạc bộ võ karate do xã Hồng Tiến thu hút hơn 100 học viên độ tuổi từ 6 đến 16 tham gia tập 1 tuần 2 buổi tại trường tiểu học xã. Theo học võ, các em nhỏ không những được học các kỹ thuật căn bản để rèn luyện thân thể, tự vệ mà còn tu dưỡng đạo đức, rèn luyện đức tính kiên trì. Các lớp võ karate do ở xã Hồng Tiến mở quanh năm góp phần tạo các sân chơi lành mạnh tại địa phương, đồng thời giúp các em học sinh phát triển toàn diện về mặt thể chất và tinh thần. Đều đặn sau giờ làm việc buổi chiều, nhiều cán bộ công chức Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao ở lại cơ quan tập bóng chuyền hơi và bóng bàn, tạo nên không khí thể thao công sở sôi nổi và đoàn kết. Xã Cửu Cao xây dựng sân bóng chuyền và nhà tập bóng bàn trong khuôn viên ủy ban, tạo điều kiện cho gần 20 công chức tập thể thao thường xuyên. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi và câu lạc bộ bóng bàn công đoàn Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao từng đạt nhiều giải cao tại các giải thể thao trong huyện Văn Giang. Công chức chăm tập thể thao góp phần có sức khỏe tốt để hoàn thành công việc, mặt khác thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong các tầng lớp nhân dân. Trong những năm gần đây, nhờ vào việc chú trọng và làm tốt công tác xã hội hóa mà huyện Kim Động đã huy động được sức mạnh to lớn trong nhân dân cũng như các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các trang thiết bị tập luyện thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng của huyện ngày càng phát triển. Đây là những hình ảnh hoạt động thể thao của người dân thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh vào cuối buổi chiều mỗi ngày. Khu tập luyện thể thao này có diện tích gần 4.000 m2, được địa phương kêu gọi xã hội hóa, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2020 với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Ngoài đóng góp kinh phí, các vật liệu xây dựng thì người dân trong thôn còn ủng hộ ngày công và các trang thiết bị tập luyện thể thao. Mặc dù nguồn ngân sách phục vụ cho công tác thể thao là rất là hạn hẹp, nhưng với sự đồng thuận của người dân thì cái công tác xã hội hóa tiến triển rất là tốt. Người dân quyên góp ủng hộ và tự xây dựng được nhiều khu vui chơi thể thao. Từ khi có khu vực thể thao này, chúng tôi và mọi người đều ra đây tập luyện và có một sức khỏe tốt. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao tại các điểm công cộng, thì một số địa phương trên địa bàn huyện cũng có nhiều cá nhân, hộ gia đình đã đầu tư kinh phí xây dựng các khu thể thao, các phòng tập đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của người dân. Một trong những trung tâm thể thao thu hút lượng người tới tập luyện đông nhất trên địa bàn huyện Kim Động, đó là trung tâm thể thao Hoàng Anh do gia đình bà Phạm Thị Nga, thôn Lương Hội, thị trấn Đức Bằng đầu tư xây dựng. Trung tâm thể thao này có tổng diện tích trên 5.000 m2, gồm một bể bơi và hai sân cỏ nhân tạo với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Chúng tôi rất là phấn khởi vì các cháu đã có khu vui chơi giải trí như thế này. Ở hàng ngày là cứ sáng chiều là các cháu được ra đây tập bơi. Trước đây thì ở địa phương em thì cũng không có cái sân bóng thể dục thể thao như thế này. Thì sau khi có những sân bóng như thế này thì toàn thể anh em thanh niên, thiếu niên thì có một sân chơi rất là bổ ích. Còn đây là nhà tập luyện cầu lông có diện tích 250 m2 với kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng do gia đình anh Phạm Minh Tuấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hưng đóng trên địa bàn thị trấn Lương Bằng đầu tư xây dựng để các thành viên trong gia đình cũng như người dân trên địa bàn cùng tham gia tập luyện. Từ đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân. Trước kia thì Kim Động có rất ít sân cho nên là đánh ngoài trời, cho nên đến khi mà có cái sân này thì anh em mới tập trung về đây thành lập một cái câu lạc bộ. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa mà thời gian gần đây, nhiều xã trên địa bàn huyện Kim Động đã có thêm nhiều sân chơi thể thao mới được xây dựng, đáp ứng được nhu cầu luyện tập thể thao của người dân, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng của huyện Kim Động ngày càng phát triển. Tới đây, mục thể thao Hưng Yên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.